she's doing. How it all turned lights. Sometimes I think that it's better to never ask why. Hey, come on, hello, xin chào toàn thể em nha, chào anh em quay trở lại với kênh YouTube của Giàn Naughty One nha. Rồi, anh em coi clip vui vẻ nha, mà nhớ đừng quên cho tôi xin một lượt đăng ký hay cũng như một lượt like video nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, mấy nay thì tôi chơi ạc tùm lum khá là nhiều nên là giờ quay trở lại cày ạc chính nha mọi người. Đấy, đợt này tôi chơi game khá là nhiều đấy, nên là tôi đang có ý định là lấy lại top 1 tỉnh Bình Phước rồi, chứ là đập con Zuka này. Nói chung là đối đầu Zuka thì khá là easy thôi, không có gì sợ Zuka đâu mọi người. Cứ mang bạn Ngọc với cả phù hiệu chúng tôi rồi đánh nhau auto win. Tất cả mọi người nhớ cái mẹo chứ không? Đánh với thằng top nào, bất kỳ con nào mọi người đứng xa lính mình ra. Mà phải vừa đứng xa lính mình mà còn phải vừa lựa vị trí để mình vừa đánh người vừa đánh lính á, là mình ăn được, vừa đánh gây đam được lính vừa gây đam được người, thì mình lúc đó mình sẽ lát hết lính của nhanh hơn thằng top nó, thì đương nhiên là mình cấp 2 sẽ nhanh hơn nó rồi đúng không? Rồi. Đấy, tất cả đi top thì mọi người lên di chuyển nhiều vào, di chuyển xong rồi lính nhá. Nói chung là cứ nhìn, mọi người cứ học nhìn theo video tôi là mọi người biết cách di chuyển nè. Rồi, ok. Còn bây giờ thì đấy, đánh nhau nói chung là thằng Zuka hết chiêu thì cứ có thấy thôi. Rồi, đánh không? Làm đánh không? Thôi từ từ nhá, tôi farm lính mọi người. Tầm này không giết nó đâu nên là đừng để mất con lính nha. Mọi người đi chơi top thì mọi người cố gắng không phải không biết phải top nhá. Nên nào cũng thế. Mọi người nên cố gắng lát hết lính nha mọi người. Lát hết lính thì sẽ được nhiều vàng hơn đấy. Có không biết có nhiều kinh nghiệm hơn nhưng mà chắc chắn là nhiều vàng hơn đó. Rồi, còn bây giờ thì xuống hưởng một xíu kinh nghiệm với ủi ăn nhanh thế, không cho mình hưởng xíu làm gì anh ngộ không? Hay trận đấu này quên cấm ngộ không? Nhưng mà không sao. Nói chung là tôi chơi gian thì ngộ không đâu phàm đâu, tí nữa qua ép giờ mà. Rồi, bây giờ thì farm tiếp hơn rồi. Đó, nói chung là cứ farm thôi. Gấu khả năng gấu di chuyển nhé mọi người, tôi đọc map tôi nghĩ là thằng gấu sẽ di chuyển rồi. Nó giờ tem không có gì ở đây hết, là khả năng gấu di chuyển rồi. Bây giờ tôi sẽ vô ăn con tà hần nhé mọi người, nó không di chuyển nên đang nấp bụi nấp trụ thôi, hoặc nó ăn con chim thôi, nên là tôi sẽ tranh thủ thời gian đó và lính lên nữa thì tôi sẽ ăn con tà hần nhanh nhé mọi người. Đó, rồi bây giờ thì đánh thôi. À đấy đấy, gấu di chuyển xuống dưới kìa, thấy chưa? Rồi, ê giết gấu kìa, giết gấu kìa, ba đứa dồn chết đi. Ôi gấu chết rồi, ui chạy nhanh thế, thiếp không giết được con gấu nhá. Mong sao tem tôi ăn được hai mục tiêu rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Khá là lời rồi, đầu game mà ăn được hai mục tiêu lúc này thì coi như là lợi thế khá là lớn rồi nhá mọi người. Nên là còn mục tiêu quan trọng đấy, cố gắng đã ăn được thì phải ăn nhá, đừng có để mất mục tiêu. Rồi bây giờ thì ăn con này, giờ con gấu nó như vậy là nó thua kèo tôi đó mọi người ơi, không cần không nhất thiết phải ăn mạng đâu. Nhưng mà mọi người cũng biết rồi, ông nào mà đi top nhiều thì mấy ông cũng biết rồi, có phải là tôi nói đúng không nhá? Nếu đúng thì ghi ở bình luận thôi nha. Chứ phải là mấy ông thấy là một khi ông ăn được một mạng của solo kill mạng với thằng top, phải là ông có lợi thế hẳn hơn so được nó không? Đúng không? Đúng không? Nói chung là mấy ông chỉ cần ăn được đúng một mạng solo kill thắng nó thôi, là coi như mấy ông trận đó ông có lợi thế hơn đường top rồi, kiểu làm chủ hoàn toàn đấy, tỷ lệ cao như vậy nhá. Nói chung là tỷ lệ mà mình ăn được một mạng trước nó thì tỷ lệ mình làm chủ đường top là chắc phải 70-80% lận. Hey, tôi nói thật, cứ cần ăn một mạng solo kill thắng nó thôi. Không tin thì ông nào đi top thì mấy ông nào cũng nghĩ sẽ tôi sẽ nói đúng thôi. Rồi đợi gấu nha. Rồi combo này né này, nói chung là đánh với gấu thì cứ cố gắng ao nghe được cái chiêu 2 của nó là auto ăn nè mọi người ơi, thì cứ canh thôi. Người muốn làm được thì mọi người phải nhìn nó thôi, nó vừa lướt cái là mọi người nhanh tay ấn chiêu 2 liền thì mọi người né được thôi. Còn nhiều lúc thì không né được thì cũng mấy, nhưng mà thì đó là cái mẹo thôi, mọi người nhanh tay thì mọi người ao đam con gấu liền à. Hãy đánh đợi, nói chung mà đối đầu với gấu thì khá đơn giản thôi. Rồi, tem ở dưới di chuyển rồi thì tôi di chuyển dưới nhé mọi người. Khả năng tem combat ở đây này, rồi qua lên đắp bụi. Ui, trời ơi, lỗ sai rồi, đang tính qua đắp bắt con rác mà. Đây nè, bắt con không được nè, tốc biến nè, không cho không nó farm nè. Ui, ăn được con nhỏ luôn. Ui, thôi nhé mọi người, lui nhé mọi người. Quay, tôi bay ulti vào, khả năng tôi chết đấy. Đại trận đấu này quên, trận đấu này tôi gặp top Việt Nam, con này con gì ta? Zina đúng không? Trời ơi, con ít gặp quá, chả nhớ tên luôn, con Zina thì phải. Thấy. Nói chung là tôi có chơi game từ hồi lớp 10 con này, ui con này nó bá, con này nó mạnh lắm mọi người ơi. Rồi, hết mana rồi, ước gì ông dừng mình cho mình con blue nhỉ, cho tôi đi. Ui, mẹ kêu vậy, có blue dưới chân mà không cho mình đấu xanh đâu á. Rồi, ê, mày làm gì ấy, chạy nhanh. Nói thôi bỏ gấu nhé mọi người, để lính á. Nói chung là mọi người yên tâm đi, mọi người cứ học di chuyển theo tôi á, kiểu gì mọi người mạng cũng không bao giờ bị thọt đâu.
Đó, trận này mặc dù tôi ít giao tranh mà tôi vẫn vàng đứng đầu team ý ạ. Tôi hơn thằng thua AD có mấy chục vàng chứ nhiều. Thằng AD ăn hổ mạng á. Đó, nên là khi mọi người biết di chuyển là nó sẽ rất là lợi thế về vàng nhá. Mọi người không ăn mạng thì mọi người vẫn xanh. Có khi xanh đầu team luôn đấy. Rồi, bây giờ thì lại ăn con lẹ con chim này coi. Thằng Yuka đang nấp bụi dưới rồi. Rồi. Đánh thôi. Yuka đâu rồi? Vô đây đánh nè. Đâu rồi? Rồi, nấp lâu thế bạn. Rồi, né chiêu của nó nè. Nói chung là mọi người gặp Yuka và nó hụt chiêu 2 rồi thì cứ bay thẳng đánh nó, không có gì phải sợ hết đó. Rồi, bây giờ thì đi về nhá. Nhưng mà nhớ... Ôi, thêm. Ulti, ui, ulti. Rồi, nè, rồi xong, áo nhà con gấu. Này thì qua bắt tao này này. Rồi xong, chết 2 rồi nhá em. Rồi, bây giờ tôi qua dọn được lính này thì tôi đi về nhá mọi người. Đó, còn lại thì để cho rừng mình dọn cái trụ ấy. Mình đi về thôi, ở lại thì hết... hết máu hết trụ rồi cái gì lác đi. Ôi chết là không có lý do ấy bạn ơi. Trời ơi, bạn có tôi ba gậy mẹ muốn sờ lờ đấy, bạn kêu lác là chết dở rồi. Cho vậy chết dở rồi, chưa hội đồng tôi là vậy là chết dở rồi, xong kêu lác, trời ơi nhục không tả được luôn. Rồi đấy, giờ thì tôi cố gắng à đây ra phụ con top mình ăn con tà hận nhé mọi người. Giờ tôi cố gắng ăn farm được thêm cái đao chi hồn nữa là ok mạnh. Lúc mà đam tôi khá là to rồi. Ui rồi gấu làm gì hoảng thế, tôi có đánh không đâu mà bật chưa gì hết đã tốc biến chạy rồi, vãi nồi thật. Rồi ôi ván này coi như là xác định có không rồi á, coi như ván này thêm bạn phế như quỷ luôn. Thì mọi người bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ đoàn hết quái vào một không nhé mọi người. Lính ra kệ đi, lính ở trên kệ đó, mình ăn quái vào không trước nhá. Ưu tiên mục tiêu là phải làm phế được không không chết nha mọi người. Nói chung là mọi người đi đường, mọi người di chuyển, mọi người nhìn map á, là mọi người tranh thủ làm chủ yếu là phế hoặc không phế thằng rừng đó thôi. Thấy nhớ lúc mọi người nhìn map, mọi người thấy hết lính rồi di chuyển thì thằng rừng nó ở dưới thì mình vô mình tranh thủ mình lượm luôn con quái nào cũng được, không có bùa thì lượm quái nhỏ đó. Nói chung là cứ lượm được một con là lời rồi. Bây giờ một con tận 80 vàng nhiều phết đấy chứ, bằng 1/3 cái mạng rồi, thấy chưa, quá trời vàng luôn. Đâu trong liên quân này vàng có 200 vàng chứ, bằng gần nửa cái mạng luôn, trời ạ. Rồi đấy, đây nha. Giờ bắt đầu tôi di chuyển nhá mọi người. Rồi con cấu đi chuyển lên trên rồi đấy, biết ngay mà. Nói chung là nhìn nó đánh nó lượm cái mắt tỏa sáng này thì biết là tem nó di chuyển lên rồi. Rồi bây giờ thì ra farm luôn đợt lính nhá, tem mình cứ đánh từ từ thôi, bình tĩnh nha. Rồi đây, chuẩn bị có giao tranh, nhưng mà tôi khả năng tôi sẽ bắt thằng giáp cho mọi người. Thằng giáp đang ở gần đây này. Đây, ulti tốc biến này, đánh thường này, chiêu 1 này. Ừ, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 1 ulti rồi. Combo chuẩn bài của gian đấy mọi người, lên để một lướt lại để có gì còn ulti mà quá tầm á thì mọi người còn dùng chiêu lướt nó để đến gần người nó để còn đánh nha. Họ luôn luôn cố gắng combo, luôn luôn để lại một lướt thì nó sẽ tối ưu hơn. Rồi. Ok, đây cho tôi xin con blue đi. Hết 3 mana rồi. Từ cho anh blue ấy, cảm ơn luôn. Từ bắn từ thôi. Trời ơi má ơi, cho blue đi trời ơi. Rồi, bây giờ lên đẩy cái trụ nhé, hàng ngũ không đâu rồi. Rồi, đánh luôn cân 2 mọi người ơi, không có không miếng đào luôn. Rồi, trời ơi. Bây giờ mọi người thấy cái việc ép rừng chưa? Hàng ngũ không mà không được farm cái này thì nó gõ như BD á. Để chả sợ mẹ gì đâu, mọi người thấy tôi cân cả đam con gấu rồi mà hai đứa gõ tôi còn chả mất máu nữa. Thôi thật, trong khi tôi nâng đam chứ phải nâng tanh đâu. À đâu, có cái giày kim cường. Trời ơi. Rồi. Bây giờ thì tiếp tục đi farm nhé mọi người. Tầm này vàng tôi không giao tranh với team nhờ vàng tôi đứng đầu team đầu hai team rồi, chắc chắn luôn. Rồi. Bây giờ thì di chuyển xuống. À được rồi nha. Ê ông FB, ông FB tanh được nha. Tanh nha, pha này lính vào tanh nhá. Từ đó để ghi FB tanh đó, FB lính vào tanh. Nên là tanh trụ nha. Đấy, nè. Ôi FB đâu rồi? Chuẩn bị lính lên là tanh trụ nha. Rồi, à đây cầu máu đi rồi tanh trụ này. Ê bê, vô đi. Uống đi vô. Đâu rồi? Trời ơi. Ui, ơi, ông bảo tôi rồi, đậu xanh ha. Ui, bảo rồi mà, kêu đã ulti lên là tanh trụ luôn mà. Ui, chán thật chứ. Rồi, ok, còn bây giờ thì di chuyển lên và khả năng là trận đấu này sẽ kết thúc sớm đấy mọi người ơi. Tầm này thì tempo quá ép rồi, tên bạn không để cho tên bạn được về lết nha mọi người. À đấy, thằng một không lộ sai kìa. Rồi, bây giờ thì di chuyển lên và win thôi nhá. Lên này, lên win luôn này.
Đó, cái ngộ không này, ngộ không. Ui, ông dừng mình ulti đâu thế? Rồi chạy đâu? Xin nhẹ tốc biến nha. Ui 100 vàng, trời thua vàng con lính xe nữa. Đó, thua vàng lính xe ấy chưa? Rồi đây, đánh này. Đánh. Đẹp nè, đánh nè. Ulti này, rồi, bộ chém. Rồi ok, giết luôn AD rồi nhá mọi người. Ok, khả năng trận đấu này win ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip nha. Nếu anh em có thấy clip mình hay á thì nhớ cho mình xin một like, một subscribe ủng hộ kênh mình nhá. Để anh em mà ký sau nhá. Rồi, ok, sẽ cố gắng lên top 1 cho anh em. Đó, cho nhiều chấp nhận thử thách lên top 1 nha. Rồi, ok, bye anh em, hẹn gặp lại sau nha. Bye bye.